Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính tân lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý chư tăng, kính chào cô tu nữ Diệu Bảo, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay Hồng Mai xin thay mặt lớp xin Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru phê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lê khê vi ma nê đi pê ra thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thum hê khê tê thum ma cha yan tu đê wa cha la tha la vi sa mê yang kha gan tha ba na ga tít than ta san ti kê yang mu mi wa wa cha năng sa tha vô mê su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Chami Sangkhang Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangkhang Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami cha mi tati yam pi sang khang sa nang gan cha mi iti pi so pha ga wa arahang samma sambuddho vicca chana sam panno sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanang buddho pha ga wa Tinatti me saranam anyam buddho me saranam varam etena saccha vacchena hotu me caya mangalam uttamam yena vandeham padapam sum varuttamam buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamam Sākhāto Bhagavata Dhammo Sandittiko Akāliko Ehippasiko Opanayiko Paccattaṃ Vedittabbo Viññūhi Tinatthi me saranaṃ Anyaṃ Dhammo me saranaṃ varaṃ Etena saccavat Chena ho tu me chaya mangalam uttamam yena vandeham thammam charuvi thangvaram thamme yo kalito doso thammo kamatutang mamam supatipanno bhagavato savaka sangho uccupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samicipatipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani at Purisa Pukgala e Savagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dak
Hi nay yo anjali karani yo anuttarang punya ketang loka sati nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena sabjawat jena ho tu me jaya manggalam uttamang gena wandehang Sangkhang jadui thot tamang, sangthe yokalito doso, sangkho khamatu tang mamang. Wandami jay viyang sabbang sabbathane, supapithi tang saririkatha, tumaha bhuting buddha rupang sakalang sada. Sambutte atta vi sanja dvada sanja sahas sake panja sata sahas sani namami sirasa aham te sang dhammanja sankhanja adarena namami ham namakara nupa ve naham tva sap be upat Da we aneka antaraya divina santu ase sato sambute sanja panya sanja chatu visati sahas sake dasa sata sahas sani namami sirasa aham te sang dhammanja sankhanja adarena namami ham Namakara nupa ve naham tva sap ve upatta ve aneka antaraya divina santu ase sato sambutte na buddha rasate artha chattale sasahas sake visati satasahas sani namami sirasa Aham te sang dhamman cha sangkhan cha adare na namami ham Namakara nupa ve naham tva sap ve upatta ve aneka antaraya divina santu ase sato sap de purati maya disaya sap Ta ve ra su khi hòn tu sắp Bê pu rát thi ma ya nu di sa ya sắp ta A ve ra su khi hòn tu sắp Bê đăng khi na ya di sa ya sắp ta A ve ra su khi hòn tu sắp Bê đăng khi na ya nu di sa ya sắp ta A ve ra su khi hòn tu sắp Đề bắt chi mà ya đi xa ya sắp ta A huệ ra su khi hòn tu sắp Đề bắt chi mà ya anu đi xa ya sắp ta A huệ ra su khi hòn tu sắp Đề út ta ra ya đi xa ya sắp ta A huệ ra su khi hòn tu sắp Đề út ta ra ya anu đi xa ya sắp Ta awe ra sukhi hon tu sap de upari maya disa ya sap ta awe ra sukhi hon tu sap de henti maya disa ya sap ta awe ra sukhi hon tu sap de sap ta awe ra hon tu sukhi ta hon tu nit duk Kha hon tu áp cha bách cha hon tu á ni kha hon tu đi kha yu kha hon tu á rô ga hon tu sam bách tì hi sa mít chan tu su khi áp ta năng pa ri ha ran tu đúc kha bách ta cha nít đúc kha pha yap bách ta cha nít pha ya so kha bách ta Chani so ka hon tu sap de pi pa ni no Akasattha cha phummattha deva naga Mahittika
Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng đắc thần tu sa sa năng a ca sát tha cha phùm mát tha đê hoa na ga na hít thi ca. Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng đắc thần tu nô ga ru a ca sát tha cha phùm mát tha đê hoa na ga Mahitika Punyang no anu mô đàn tu chi răng đắc thần tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga Mahitika Punyang no anu mô đàn tu chi răng đắc thần tu pa ni no a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga Mahitika Punyang no anu mô đàn tu chi răng đắc khan tu no sa đa y đăng wa ta no Punyang a sa vak khaya wa hang ho tu anagate kale. Sa thủ, sa thủ. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Recording in progress. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Thầy. Xin chào các học viên. Ngày hôm nay chúng ta học tiếp phần nhóm nhị đề thứ hai, đó là nhị đề tiểu đỉnh. Phần này thì chúng ta hôm trước chúng ta đã học được ba nhị đề. Mà trước khi học thì chúng ta cũng đọc lại phần bài học một tí để chúng ta nhớ được một ít từ ngữ. Giờ sư đọc trước rồi sau đó mời các viên chúng ta giơ tay lên để chúng ta đọc lại phần bài học này. Nhị đề tiểu đỉnh chu lan ta rác đúc cát số 7 sắp bách chí gia thăm ma các pháp hữu duyên sắp bách chí gia thăm ma các pháp vô duyên số 8 sang các ta thăm ma các pháp hữu vi Asangata Thamma các pháp vô vi. Số 9 Sanidassana Thamma các pháp hữu kiến. Anidassana Thamma các pháp vô kiến. Số 10 Sappatikha Thamma các pháp hữu đối chiếu. Sappatikha Thamma các pháp vô đối chiếu. 11 Rupino Thamma các pháp sắc. Arupino Thamma các pháp vô sắc. 12 Lokiya Thamma các pháp hiệp thể. Lokuttara Thamma các pháp siêu thể. 13 Kenachi Vinnaya Thamma các pháp tâm ứng tri. Kenachi na Vinnaya Thamma các pháp tâm bất ứng tri. Và bây giờ ai đọc được chúng ta giơ tay lên để chúng ta tập đọc cái phần bài học này ha. Ai đọc được trước là tập đọc trước. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mây, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con kính lãnh lễ sư, con xin chào các lớp, con xin đọc bài ạ. Nhị đề tiểu đỉnh
chula tara dukkha 7 sapa paccaya dhamma các pháp phụ duyên appaccaya dhamma các pháp vô duyên 8 sankhata dhamma các pháp hữu vi asankhata dhamma các pháp vô vi 9 sanidassana dhamma các pháp hữu kiến anidassana dhamma các pháp vô kiến 10 sappatikha dhamma các pháp hữu đối chiếu appatikha dhamma các pháp vô đối chiếu. Dạ bạch sư đẩy tên lên giúp con ạ. Mười một rubino dhamma các pháp sắc arubino dhamma các pháp vô sắc 12 lokiya dhamma các pháp hiệp thế lokuttara dhamma các pháp siêu thế 13 kê na chi vinyaya dhamma các pháp tâm ứng trì kê na chi na vinyaya dhamma các pháp tâm bất các pháp tâm bất ứng trì. Dạ thưa sư con đọc xong ạ. Vinyaya sao mà chúng ta hay đọc cái chữ nhát mà đọc thành chữ nát không nhỉ? Dạ xin mời Tiên Mã. Nhưng mà mở mic chưa? Không nghe, cô Tiên Mã đọc không nghe. Dạ, không nghe cô Tiên Mã đọc. Mời cô Hồng Mai trước đi. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài Nhị đề tiểu ngữ Lan Ta Đúc Cá 7 Sắp Bách Cha Gia Tham Ma Các Pháp Hữu Duyên cha già tham mà các pháp vô duyên 8 tăng khata tham mà các pháp hữu vi á sanh khata tham mà các pháp vô vi 9 sanidassana tham mà các pháp hữu kiến anidassana tham mà các pháp vô kiến 10 sappatikha tham mà các pháp hữu đối chiếu appatikha tham mà các pháp vô đối chiếu. Sư đẩy lên giùm con. 11 Rupino Dhamma các pháp sắc Arupino Dhamma các pháp vô sắc 12 Lokiya Dhamma các pháp hiệp thế Lokuttara Dhamma các pháp siêu thế 13 Kê Ná Chí Vinyaya Dhamma các pháp tâm ứng trì Kê Ná Chí Ná Vinyaya Dhamma các pháp tâm bất ứng trì. Dạ thưa sư, con đọc xong, con kính tri ân sư. Dạ xin mời đạo hữu Diệu Thủy ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư, con kính chào cả lớp, con xin đọc ạ. 2 nhị đề tiểu đỉnh chu lăn ta rá đúc khá số 7 sắc bách chá gia tham ma các pháp hữu duyên á bách chá gia tham ma các pháp vô duyên số 8 sankhata tham ma các pháp hữu vi asankhata dhamma các pháp vô vi số 9 sanidassana dhamma các pháp hữu kiến anidassana dhamma các pháp vô kiến số 10 sappatikha dhamma các pháp hữu đối chiếu appatikha dhamma các pháp vô đối chiếu. Xin sinh đẩy bài giúp con ạ. Số 12 Rupino Dhamma các pháp sắc Arupino Dhamma các pháp vô sắc số 12 Lokiya Dhamma các pháp hiệp thế Lokuttara Dhamma các pháp siêu thế số 13 Kena Chi Vin
nhầy già các pháp thầm mà các pháp tâm ứng trì kề ná chi ná vinh nhầy già thầm mà các pháp tâm bất ứng trì. Dạ, con đọc xong rồi, con kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài nhị đề tiểu định. Chu lan ta ra đu cá bảy sắp ba bê cha già thầm mà các pháp hữu duyên Apachaya Thamma, các pháp vô duyên. 8. Sankhata Thamma, các pháp hữu vi. Asankhata Thamma, các pháp vô vi. 9. Sannidhasana Thamma, các pháp hữu kiến. Anidhasana Thamma, các pháp vô kiến. 10. Sapatika Thamma, các pháp hữu đối chiếu. Apatika Thamma, các pháp vô đối chiếu. 11. Rupino Thamma, các pháp sắc. Arupino Thamma, các pháp vô sắc. 12. Lokiya Thamma, các pháp hiệp thế. Lokuttara Thamma, các pháp siêu thế. 13. Kenachi Vinyaya Thamma, các pháp tâm ứng trì. Kenachi Na Vinyaya Thamma, các pháp tâm bất ứng trì. Dạ, thưa sinh xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Tin Mã. Dạ, con kính đến lễ sư, xin chào cả lớp. Dạ, nghe tiếng con nói chưa ạ? Con nghe rõ. Dạ, dạ. À, chưa lưu xuống giùm con cái. Lùi mẹ mình. Dạ. Yeah. Nhị đề tiểu định. Cu lên. Ta ré đú ké. Cu lên ha. Không phải cu lên. Cu lên. Dạ. Cu lên ta ré đú ké. Câu số 7. Sắp bá chất dê. Chá dê. Thầm mê. Các pháp hữu duyên. Áp bắt cái già thầm ma các pháp vô duyên. Câu số 8. Sân khá ta thầm ma các pháp hữu vi. A sân khá ta thầm ma các pháp vô vi. 9. Sani dasana thầm ma các pháp hữu kiến. Ani dasana thầm ma các pháp vô kiến. 10. Sắp bá tí khá thầm ma các pháp hữu đối chiếu. Áp bá tí khá thầm ma các pháp vô đối chiếu. Để thầy sẽ kéo lên giúp mình con. Mười một. Rubino Thamma các pháp sắc. Arubino Thamma các pháp vô sắc. 12. Lokiya Thamma các pháp hiệp thế. Lokuttara Thamma các pháp siêu thế. 13. Kenachi Vinyaya Thamma các pháp tâm ứng trì. Kenachi Né Nhị già mà các pháp tâm bất ứng trì. Dạ, thầy sư con đã đọc xong, con cảm ơn. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Nhị đề tiểu đỉnh Chu Lan Ta Đúc Bảy Sắp Bách Cha Già Thầm Mà Các Pháp Hữu Duyên. Áp Bách Cha Già Thầm Mà Các Pháp Vô Duyên. Tám Sằng khá tà thầm mà các pháp hữu vi. A sằng khá tà thầm mà các pháp vô vi. 9. Sanida sana thầm mà các pháp hữu kiến. Anida sana thầm mà các pháp vô kiến. 10. Sapatika thầm mà các pháp hữu đối chiếu. Apatika thầm mà các pháp vô đối chiếu. Mười một. Rupino Thamma các pháp sắc. Arupino Thamma các pháp vô sắc. 12. Lokiya Thamma các pháp hiệp thế. Lokuttara Thamma các pháp siêu thế. 13. Kenachi Vinyaya Thamma các pháp tâm ứng tri. Kenachi Na Vinyaya Thamma các pháp tâm bất ứng tri. Dạ, thưa sư, con đã đọc xong, con kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục ạ. Dạ, con thưa sư hết bàn tay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ.
Rồi chúng ta trở lại phần bài giảng nhị đề tiểu đỉnh. Thì trong nhị đề tiểu đỉnh này thì có 7 nhị đề. Đó là thứ nhất là nhị đề hữu duyên, thứ hai là nhị đề hữu vi, thứ ba là nhị đề hữu kiến, thứ tư là nhị đề hữu đối chiếu, thứ năm là nhị đề sắc, thứ sáu là nhị đề hiệp thế, thứ bảy là nhị đề tâm ứng tri. Và hôm trước là chúng ta đã học được ba nhị đề, ba hay là bốn, như là ba nhị đề. Hôm nay thì chúng ta học nhị đề thứ tư, theo thứ tự thì đó là nhị đề số 10, nhị đề hữu đối chiếu, sapatikha dukkha. Trong nhị đề này thì chúng ta có hai câu pháp, đó là sapatikha thamma, các pháp hữu đối chiếu. Câu pháp số 20 đó là apatikha thamma, các pháp vô đối chiếu. Để trước tiên chúng ta xem phần giải thích ngắn gọn ở trong trong nhị đề, trong bộ pháp tù. Dạ, con thưa sư không nghe tiếng ạ. Rồi, chúng ta sẽ xem phần nghe phần giải thích ở trong phần bộ pháp tụ, phần giải thích ngắn gọn ở trang 285 là các pháp hữu đối chiếu. Các pháp hữu đối chiếu tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, xúc xứ, đây là các pháp phụ đối chiếu. Thế nào là các pháp vô đối chiếu? Tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, cùng bất cứ sắc nào vô kiến, vô đối chiếu liên quan pháp xứ và vô vi giới, đây là các pháp vô đối chiếu. Sau cái đề này đọc thấy quen quen, như hôm trước mình có học chưa? Tại cái này là vô kiến, hộ kiến. À, chưa thưa sư, bữa trước mình chưa học. Dạ. Bữa là hộ kiến. Hôm bữa thì mình nói về kiến, còn cái này nói về đối chiếu. Thì liên quan đến các pháp phủ đối chiếu á, thì chúng ta nhớ lại một tí trong cái phần phần phân loại sắc pháp á, có mười mấy loại mình phân, cái cách phân sắc pháp làm hai đó. Thì trong đó mình có cái phần đó là sắc pháp phân theo hữu đối chiếu và vô đối chiếu. Thì nếu mà chúng ta nhớ lại cái cách phân loại sắc pháp đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái nhị đề này. Thì ở trong đó cho chúng ta biết đó là các pháp phụ đối chiếu, đó là chỉ cho 12 thứ sắc thô, 12 sắc thô. Thì 12 sắc thô ở đây nó gồm đó là năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh, tức là có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ,
thần kinh thiệt và thần kinh thân. Rồi có bảy sắc cảnh giới, bảy sắc cảnh giới gọi là gochara rupa. Thì trong đó mình có đó là cảnh sắc, đúng là mình biết là bảy sắc cảnh giới nên mình biết là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc là đất lửa gió. Nhưng mà vì ở trong cách liệt kê sắc pháp mình không có liệt kê cảnh xúc, mà nó chỉ đó là bốn sắc cảnh đó, là nó chỉ có nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí và cảnh vị. Còn cảnh xúc đó là vì nó có phần trên, nó là phần đất lửa gió, là đất lửa gió. Thì đó là mười hai sắc thô. Thì cái phần 12 sắc thô này đó là gọi là sắc hữu đối chiếu, sắc hữu đối chiếu tức là có sự đối chiếu với nhau, có sự đối chiếu với nhau. Còn là thì khi mà có được sắc hữu đối chiếu á, thì các sắc pháp còn lại, các pháp vô đối chiếu á, thì cái phần còn lại đó là các pháp vô đối chiếu, tức là mình có là nước, nước nó thuộc về sắc tế ha, nước nó thuộc về sắc tế, rồi hay sắc tính, sắc y vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới, hay sắc biểu tri, rồi ba sắc đặc biệt, bốn sắc tương trạng, bốn sắc tương trạng. Thì mười sao sắc tế này, người ta gọi nó là sắc vô đối chiếu. Vì hữu đối chiếu là sao? Hữu đối chiếu tức là mỗi một loại sắc á, nó thích nó có một cái sắc cảnh có thể đối chiếu được. Ví dụ như là trong trường hợp mà chúng ta liên quan đến nhận thức mà sanh khởi được, thì chúng ta phải cái yêu cầu lúc mà chúng ta học đó là nhận thức mà có thể sanh khởi được, cái điều kiện của nó đó là phải có sắc thần kinh nhãn. Phải có sắc thần kinh nhãn. Rồi có sắc thần kinh nhãn không cũng chưa có thể. Sắc thần kinh nhãn nó chỉ là chỗ nương cho nhận thức. Nó chỉ là chỗ nương cho nhận thức. Nhưng mà nhận thức nó không thể sanh khởi được nếu mà không có cảnh sắc. Không có cảnh sắc. Rồi phải có ánh sáng, rồi có sự tác ý. Nhưng ở đây hai thành phần quan trọng đó là thần kinh nhãn và cảnh sắc. Và đặc biệt cảnh sắc này á, nó phải là gì? Nó phải là nằm ở trong vòng đó, là nó lọt vào ở trong cái tầm ngắm của sắc thần kinh nhãn. Nó giống như là ví dụ như cái máy ảnh mà mình muốn chụp lấy một cái ảnh nào đó, thì cái không gian đó sao nó phải lọt vào ở trong cái máy ảnh thì nó mới chụp được. Ví dụ như là chúng ta chụp ảnh mà chúng ta đứng một hàng dài thì lại chụp, họ nói sao, đứng sát lại nếu không thì sẽ mất người này mất người kia. Tức là mình phải tập trung lại vào trong cái ống kính mà họ có thể nhìn thấy được, thì lúc về chụp thì nó mới ra ảnh được toàn cái cảnh mình muốn. Thì cái cảnh, cái thần kinh nhãn á, nó có cảnh, cái cảnh sắc nó đối chiếu như vậy, thì người ta gọi là sắc hữu đối chiếu, sắc hữu đối chiếu. Thứ tư, tương tự với sắc thần kinh nhĩ. Thì sắc thần kinh nhĩ, cái điều kiện để mình nhĩ thức sanh khởi, nhĩ thức sanh khởi đó là trước tiên đó là
là phải có sắc tình kinh nhị, sắc tình kinh nhị, rồi sau đó là nó phải có cảnh thinh tức là âm thanh, phải có cảnh thinh tức là âm thanh, rồi nó phải có cái không gian để cái âm thanh đó nó có thể truyền tải được, rồi nó phải có đó là có sự tác ý, có sự tác ý, mà cái quan trọng ở đây đó là nó phải có là sắc thần kinh nhĩ và cảnh thinh tức là âm thanh, mà cái âm thanh đó nó cũng tương tự giống như cảnh sắc vậy đó, âm thanh đó sao nó phải lọt vào ở trong cái thần kinh nhĩ, thì lúc bây giờ thì cái nhĩ thức nó mới sanh khởi được, nha. Thí dụ như là âm thật ra là lúc nào âm thanh nó không có, nhưng mà vì cái âm thanh đó nó không có lọt vào cái thần kinh nhĩ của mình, cho nên mình không nghe được, cái nhĩ thức nó không có sanh khởi, cho nên cái người ta mới nói đó là thần kinh nhĩ nó là sắc hữu đối chiếu, là bị nó có cảnh thinh, cảnh thinh, hai cái này nó đối chiếu lại với nhau. Rồi tương tự ở sắc thần kinh tỷ, thì lúc học ở sắc thần kinh tỷ nó có cái chỗ là chỗ nương để tỷ thức, để tỷ thức sanh khởi, rồi để tỷ thức sanh khởi được thì nó phải có là cảnh mùi hay là cảnh khí, rồi nó phải đòi hỏi phải có đó là cái hơi gió, có sự tác ý. Thì chúng ta thấy bình thường thì thật ra cái cảnh mùi thì lúc nào nó cũng có, nhưng mà bây giờ nó không lọt vào cái sắc thần kinh tỷ, cho nên cái mũi nó không biết mùi được, nó không biết mùi được. Tại vì chỉ khi nào cái cảnh khí đó, cảnh khí hay cảnh mùi đó nó lọt vào ở trong cái không gian của thần kinh tỷ, thì lúc bây giờ thì tỷ thức nó mới sanh khởi. Thì như vậy thì thần kinh tỷ với cảnh khí hay là cảnh mùi nó được gọi là sắc hữu đối chiếu, sắc hữu đối chiếu. Tương tự trường hợp ở thần kinh thiệt, thần kinh thiệt là chỗ nương để thiệt thức, để thiệt thức sanh khởi, rồi nó đòi hỏi đó là phải có cảnh vị, rồi để biết được cái vị đó như thế nào, thí dụ vị ngọt, vị đắng, vị chua, thì nó đòi hỏi đó là phải có chất nước, phải có chất nước. Cho nên khi mà chúng ta ăn vào, thí dụ nếu mà thức ăn khô mà cái nước bọt mình nó chưa tiết ra được, nếu mà cái thí dụ cái chất đó mà nó cứng, mà chưa có nước bọt mà nó tiết ra để nó làm cái vật đó nó mà tan chảy ra, thì mình chưa biết nó là như thế nào, chưa biết nó là ngọt đắng như thế nào, mà khi mà nó có thêm cái chất nước thì lúc bây giờ nó mới biết được, rồi cũng có sự tác ý, thì nhưng hai cái yếu tố quan trọng đó là để mà thiệt thức sanh khởi, đó là cần phải có sắc thần kinh thiệt và cảnh vị, và cái cảnh vị đó nó cũng phải là đi vào ở trong cái tầm của, tức là cái trong cái không gian của thần kinh thiệt, thì lúc bây giờ thiệt thức nó mới sanh khởi, cho nên hai cái sắc này nó là đối chiếu với nhau. Rồi tương tự đó là thần kinh thân, thần kinh thân với thần kinh thân với cảnh xúc, thần kinh thân với cảnh xúc. Thì thần kinh thân nó là chỗ nương cho thân thức sanh khởi, với điều kiện đó là nó phải có cảnh xúc, rồi nó phải có gì, nó phải có cái vật cứng, nó phải có vật cứng, rồi có sự tác ý,
Thì cái vật cứng ở đây đó là, thật ra cái vật cứng ở đây đó là chỉ cho đất, tại đất nó là cứng cứng hoặc là mềm mềm. Thật ra là nói vật cứng không nó cũng chưa đủ, tức là phải có đất, thành phần của đất nó có cứng cứng mềm mềm. Thì khi nào cái sự xúc chạm đó, nếu mình thấy nó là cứng cứng mềm mềm thì đó là cái sự xúc chạm cảm xúc lúc bây giờ nó là đất, là đất. Nhưng mà nếu mà sự xúc chạm đó mà nó nóng nóng hoặc là lạnh lạnh thì lúc bây giờ đó là lửa. Sự xúc chạm bằng sự dao động thì cái nó là giả. Thì bây giờ cái sắc thần kinh thanh với cảnh xúc nó đối chiếu với nhau như vậy nên người ta gọi nó là sắc hữu đối chiếu. Đó là 10, và cái này nó là 12 loại sắc thô, nó có sự đối chiếu với nhau như vậy. Còn các sắc còn lại thì vì nó không có sự đối chiếu giống như trường hợp như thế này, như thế này, cho nên nó được gọi là sắc vô đối chiếu. Thì từ cách liệt kê này cho chúng ta thấy là cái chi pháp của sắc hữu đối chiếu tức là gì? Tức là 12 sắc thô. Nếu mà ta nói ngắn gọn, nó là chi pháp của câu pháp hữu đối chiếu, các pháp phủ đối chiếu, đó là 12 sắc thô. 12 sắc thô. Thì còn lại thì nó là sắc vô đối chiếu. Sắc vô đối chiếu tức là 16 sắc tế. 16 sắc tế. Thì cái phần này đòi hỏi mình phải nhớ được 28 sắc pháp, và nó phân theo sắc hữu đối chiếu và sắc vô đối chiếu. Thì chúng ta mới hiểu được cái đề tài này tốt, cái câu pháp này tốt được. Nếu mà chúng ta không nhớ được 28 sắc pháp phân theo sắc thô, phân theo sắc tế như thế nào, thì cái nghị đề này nó thành khó đối với mình. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái 12 sắc thô rồi, thì chúng ta thấy là trong 12 sắc thô đó mình có 5 sắc thần kinh. Thì 5 sắc thần kinh đó là nó đối chiếu được với 5 sắc cảnh. Tức là nói ngắn gọn là nãy mình nói theo đất nước lửa gió, nếu nói ngắn gọn là đó là gì? 5 sắc thần kinh nó đối chiếu với 5 sắc cảnh, đó là gì? Thần kinh nhãn nó đối chiếu với sắc cảnh sắc, thần kinh nhĩ nó đối chiếu với sắc cảnh thinh, thần kinh tỷ nó đối chiếu với sắc cảnh khí hay là cảnh mùi, thần kinh thiệt nói đối chiếu với cảnh vị, và thần kinh thân thì nó đối chiếu với sắc cảnh xúc. Thì nếu mà chúng ta nhớ được cái 12 sắc thô đó rồi, trong 12 sắc thô mình nhớ là 5 sắc thần kinh, thì nó có 5 cái 5 sắc cảnh giới đối chiếu lại. Nhưng mà thường người ta không có nói 5 sắc cảnh giới, xin nói vậy để cho các tưởng dễ đối chiếu thôi. Nên người ta không nói, nó chỉ là, tức là cái gochara rupa nó chỉ có 4 loại sắc. Đó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. 4 sắc cảnh đó. Nhưng mà mình nói rộng ra thì sắc cảnh giới, dạng sắc cảnh giới gochara rupa đó, thì nó, nếu mà nói theo cảnh, nói thêm cái cảnh xúc, thì cái cảnh xúc đó mình phải lấy cái sắc pháp phần 4 sắc đại hiện xuống, mà trong đó thì mình lấy 4 sắc thô, đó là đất lửa gió và nước, vì không được lấy nên tại vì nước nó là sắc tế, giống như hôm trước mình đã nói. Tức là cái nước mình nhìn theo chế định nó là nó khác, còn nước theo ở trong gì pháp thì nó khác, theo pháp thực tính thì nó khác. Tức là sự ví dụ như là bây giờ mình có cái chai nước, mình nhìn thấy, mình nhìn thấy nước nè, cái đó mình thấy đó là nước theo chế định, chứ đúng ra mình thấy đó là cảnh sắc, mình thấy nó là cảnh sắc, thì bây giờ nếu mình chạm vào nước đó thì mình sẽ thấy nó là, nếu mình nói về cái kính mềm
thì nó là cứng cứng hoặc là mềm mềm. Yeah. Thì cái phần đó nó là đất, hoặc là nó nóng nóng hoặc nó lạnh lạnh, thì đó là nó là lửa. À, nóng nóng là lửa, hoặc là sự chuyển động của nước đó là gió. Yeah. Cho nên mình không thấy có cái nào là nước. Cho nên nước nó thuộc về về sắc tế, không xúc chạm được. Thì đó là cái nhị đề số phần còn phần tên tên chi pháp, tên của nhị đề. Như vậy thì trước tiên đó mình thấy là trong nhị đề số 10 này mình có hai câu pháp. Câu pháp thứ nhất đó là nhị đề hữu đối chiếu. Câu pháp thứ hai đó. Dạ, bà sư cho con hỏi là cái câu mà các pháp vô đối chiếu, thưa sư, thì trừ tất cả là những cái pháp chân đế mà trừ cho 12 sắc thô, thì tất cả là phải lấy một phần tâm, tâm sở luôn hả thưa sư? Con thấy sư ghi đó. Đúng rồi, tâm, tâm sở và niết bàn. 16 sắc tế, niết bàn luôn, nếu là tất cả pháp chân đế còn lại. Tất cả đó là vô đối chiếu. Các pháp vô đối chiếu. Các vô đối chiếu. Các chi pháp tất cả các chi pháp. Ngoài 12 sắc thô. Nếu mà vậy thì đúng rồi, tại cái này các pháp chứ không phải đề sắc. Đúng rồi, cái này là nó nói về các pháp. Thì nếu mà các pháp thì nó nói chung luôn cả bốn pháp thực tính, bốn pháp chuyên đế. Còn cái phần mình liệt kê nãy đó, cái phần mình liệt kê nãy là mình chỉ liệt kê cái phần là sắc thô và sắc tế. Yeah. Thì cái phần nào nó thuộc về sắc thô á, thì cái phần đó là sắc hữu đối chiếu. Yeah. Sắc nào mà sắc tế á, là nó sắc vô đối chiếu. Còn về chi pháp á, thì bây giờ cái sắc thô là nó sắc hữu đối chiếu, cho nên chi pháp nó giữ nguyên. Còn ở phần sắc vô đối chiếu á, vì ở đây nó là cái câu pháp của nó là các pháp vô đối chiếu, thì cái phần sắc tế nhiên nó là pháp vô đối chiếu. Nhưng mà bao nhiêu đó thì nó chưa đủ, tại trong bốn pháp thực tính á, trong bốn pháp chân đế thì nó còn có thêm tâm, tâm sở và niết bàn nữa, và niết bàn nữa. Cho nên trong bốn pháp chân đế thì chỉ loại trừ đó là 12 sắc thô thuộc về sắc hữu đối chiếu, còn lại thì nó là sắc vô đối chiếu, là các pháp thủ đối chiếu, còn lại thì là các pháp vô đối chiếu. Các pháp vô đối chiếu. Về tên gọi thì giống mình nói nãy, mình có hai câu pháp đó là nhị đệ hữu đối chiếu. Nhưng mà câu pháp thì các pháp hữu đối chiếu và các pháp vô đối chiếu. Cho nên cái nhị đệ này nó là tên của một câu pháp, lấy tên của một câu pháp. Cho nên nó được gọi là nhị đệ chiết bán. Rồi trong cái cách tính chi pháp thì mình cũng lấy hết, lấy hết bốn pháp chân đế, cho nên nó là vô duyên, chi pháp vô duyên. Rồi đó là nhị đề số số 10, nhị đề số 10. Bây giờ số 11. Mấy cái này thì cái này nói thêm để giống ôn lại cho thêm cho các Phật tử mình cái phần ôn về sắc pháp thôi. Đúng ra thì ở trong chúng ta không có giải thích phần này, nhưng mà sẵn có như vậy thì ôn lại cho các Phật tử mình. Thường sắc pháp mình cũng ít con người ta cũng có nói, nhưng mà nói ít. Cho nên phần lớn là nói về mặt tâm lý nhiều,
Tại thật ra trong đời sống của mình thì chủ yếu là phần diễn tiến về mặt tâm lý, rồi từ cái tâm lý đó nó điều khiển luôn cả cái phần sắc pháp, tức là mình có phần sắc tâm. Thí dụ như là mình có thể ngồi được, đi được, hoặc là đứng được, tự biết là mấy cái đó nó điều khiển của tâm không, nó toàn là những hành động của tâm, nó điều khiển sắc pháp. Chúng ta thấy người chết mình để ngồi ở đó ngồi được, cái xác chết mà bỏ là nó tự nhiên lạc xuống thì lý do là nó có tâm giữ lại. Cho nên phần lớn đó là chúng ta nói về tâm. Trong phần sắc pháp cũng có đề cập mà ít. Chúng ta thấy người ta nghiên cứu phần lớn là nghiên cứu về mặt tâm lý nhiều, tại cái tâm lý nó phức tạp. Còn cái phần sắc pháp thì nó là phần giống như là vô tri giác. Thật ra nó, nếu nó không có phần tâm thì nó giống như là cái cõi vô tưởng vậy đó. Thì nó giống như là cục cây vậy thôi. Chúng sanh mà không có sắc pháp, chỉ có điều là nó khác với cái người chết vì cái cảnh giới đó nó như vậy. Còn mình thí dụ cõi người mình mà cái sắc pháp nếu mà không có tâm thức thì nó sẽ bị thối liền. Nhưng mà ở cõi vô tưởng thì vì đó là một cái cảnh giới của một loài chúng sanh, mặc dù nó không có tâm nhưng mà nó vẫn tồn tại theo cái thiền chứng của hành giả là phát nguyện. Rồi nhị đề số 5 ở trong phần nhị đề Chulantara theo thứ tự thì nó là số 11. Số 11 nhị đề sắc rupi dukkha. Và cái chữ sắc á, ngoài cái chữ rupa nó còn xài được một cái hình thức nữa, đó là rupi. Cho nên mình ở đây mình thấy là chia ở số nhiều, đó là rupino thamma, các pháp sắc. Arupino thamma các pháp bồ sắc, các pháp bồ sắc. Còn mình trong phần giải thích ngắn gọn ở trong chánh tạng ở đây, đó là ở trang số 285 ở mục 705, thì thế nào là các pháp sắc bốn đại hiển và sắc nương bốn đại hiển, đây là các sắc, các pháp sắc. Rồi thế nào là các pháp phi sắc, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn và vô giới, đây là các pháp phi sắc. Các pháp phi sắc nãy mình vừa nói theo trong chánh tạng tí. Thì thật ra thì nếu mà chỉ cái cách trình bày khác nhau thôi, còn về chi pháp thì nó vẫn giống nhau. Thì ở đây cho mình thấy là các pháp sắc ở đây là gì? Các pháp sắc ở đây đó là bốn sắc đại hiển và sắc nương bốn đại hiển, tức là chỉ cho gì? Bốn sắc đại hiển đó là đất nước lửa gió. Rồi các sắc nương bốn sắc đại hiển tức là chỉ cho 24 sắc y sinh. 24 sắc y sinh đó là chỉ cho là các pháp sắc. Còn các pháp vô sắc ở đây thì là gì? Là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn và vô vi giới, tức là chỉ cho tâm, tâm sở và niết bàn, là các pháp vô sắc, là các pháp vô sắc. Thì đó là cái phần nói theo ở trong danh tạng. Bây giờ mình ở trong bài học này thì mình nói chi tiết thêm một tí. Tức là các sắc pháp đó là chỉ cho 28 sắc pháp. Thì 28 sắc pháp đó, nếu mà em chưa nhớ mình cố gắng nhớ lại,
Bây giờ nha, lật lại cái bản bản niêu học cho nhớ 28 sắc pháp ở trong phần cơ bản, thì trong đó mình có bốn sắc đại hiển, đó là địa giới, thủy giới, ngoại giới, phong giới. Bạn nhớ ngắn gọn là đất nước lửa gió, nước lửa gió. Rồi năm sắc thần kinh, đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Rồi bốn sắc cảnh giới, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí hay là cảnh mùi, cảnh vị và cảnh vị. Rồi hai sắc tính, đó là sắc tính nam, sắc tính nữ. Rồi sắc y vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới. Hai sắc biểu tri, đó là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Rồi ba sắc đặc biệt, đó là sắc khinh, sắc nhu, sắc tinh nghiệp. Rồi bốn sắc tương tràng, đó là nếu mình nói ngang gọn, đó là sinh tiếng dị diệt. Vậy sắc sinh, sắc tiếng, sắc dị, sắc diệt. Vậy trong trong 28 sắc pháp đó, đó, nếu mình phân ngắn thì mình có hai loại, hai nhóm. Một đó là bốn sắc đại hiển, hai là 24 sắc tỷ sinh. Còn nếu mình phân nó nhỏ nhỏ thì mình có tất cả đó là 11 nhóm. 11 nhóm. Thì trong 11 nhóm đó, một nhóm nó thuộc về sắc đại hiển, 10 nhóm còn lại là phần được phân ra từ 24 sắc tỷ sinh. Sắc tỷ sinh. Thì đây là một cái cách trình bày về 28 sắc pháp mà chúng ta thường gặp ở dạng phổ thông. Dạng phổ thông. Một cái cách trình bày sắc pháp khác nữa, đó là người ta trình bày theo nhân sinh sắc pháp. Nhân sinh sắc pháp. Tức là có những sắc pháp đó, nó sinh ra từ nghiệp. Những sắc pháp đó là sinh ra từ tâm. Rồi sinh ra từ quý tiết. Rồi sinh ra từ vật thực. Sắc pháp sinh ra từ nghiệp. Thí dụ như là sắc pháp nào nó được tạo từ 12 tâm bất thiện, từ 8 tâm đại thiện, hoặc là từ 5 tâm thiện sắc giới, từ 4 tâm thiện, 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm thiện sắc giới, rồi đưa đến tái sanh, nó tạo thành nghiệp, đưa đến tái sanh ở một cái cảnh giới mới. Đến đây sẽ là một cảnh giới mới. Thì sắc pháp đó là do nghiệp tạo. Sắc pháp đó là do nghiệp tạo. Và bây giờ cái sắc pháp do nghiệp tạo đó, đó, mặc dù chúng ta nói về chúng sanh khi mà được sanh làm người á, và Đức Phật ngài nói thì là khó, vì đòi hỏi mình phải có nhiều cái phước báo. Thì đương nhiên khi mình được tái sanh làm người đó là, nó là cái nhân thiện, cái nhiều cái phước báo mình đã tạo và nó giúp mình được sanh làm người. Nhưng mà vì chúng ta thấy là cái nhân thiện đưa mình tái sanh làm người, nhưng mà bên cạnh đó sao nó cũng có những cái nhân thiện khác nó chi phối một chúng sanh khi mà được sanh làm người, cho nên nó dẫn đến nó là. Và trong trường hợp đó cho chúng ta thấy rõ nhất, đó là về sắc pháp. Tại tâm mình đâu nhìn thấy, nó nhìn thấy cái sắc pháp, là mỗi người có sắc pháp khác nhau. Có sắc pháp khác nhau, người đẹp xấu, người trắng, người đen gì đó. Nó tạo nên một cái sắc pháp khác nhau, đó là do nghiệp chi phối. Rồi trường hợp thứ hai đó là sắc pháp do tâm tạo. Sắc pháp do tâm tạo thì để biết được sắc pháp do tâm tạo thì chúng ta thí dụ như là trong cái hành động, chúng ta phải biết cái hành động của tâm, tức là hành động của tâm có gì. Mình có nói, cười, khóc, đại oai nghi, tiện oai nghi,
rồi oai kiềm oai nghi, đó là những hành hành động của tâm. Thì thí dụ như là trong lúc mình cười hoặc là mình khóc, trong lúc mình đi, mình đứng, mình ngồi, cái sắc pháp đó nó đều là sự điều khiển của tâm. Thì cái sắc pháp mà sanh khởi trong trường hợp đó người ta gọi là sắc tâm. Sắc tâm trong lúc mình cười, mình khóc gì đó. Để thí dụ như là trong lúc mình cười, trong lúc mình khóc thì lúc đó nó là lại gì? Sắc tâm, nhưng mà nó thuộc về gì? Trong lúc cười khóc thì sắc tâm đó nó thuộc về gì? Là về sân ạ. Thuộc về gì? Không phải. Là gì? Nói sắc pháp. À, cười là sắc tâm. Ngữ biểu tri thôi, sang ngữ biểu tri. Đúng rồi. Là khẩu biểu tri. Khẩu biểu tri hay là nói là ngữ biểu tri là khẩu biểu tri. Khẩu biểu tri. Hoặc thí dụ như là, thí dụ như là trong lúc mà mình nói, mình chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia. Thì lúc đó nó là sắc tâm, nhưng mà sắc tâm ở trong trường hợp đó nó là thân biểu tri. Là thân biểu tri thì giống như nói với các Phật tử lúc này, cái thân này nếu mà không có tâm á, cho nó ngồi chỗ thôi nó không ngồi cũng được, là tức là bắt đứng ngồi vậy là ngã xuống liền, bắt đứng vậy thì ngã xuống liền. Nhưng mà sở dĩ mình có thể đi đứng được, mình có thể lấy cái tay chỉ cái này kia, trên thực tế người ta nhìn thấy đó là nhìn thấy sắc pháp, nhưng mà cái sắc pháp nó sân khởi đó là do tâm điều khiển. Do tâm điều khiển. Rồi những trường hợp đó là sắc pháp do quý tiết, tức là do thời tiết nóng lạnh tạo nên. Thì những trường hợp này chúng ta nhìn thấy, thí dụ như là chúng ta đem nước bỏ vào trong tủ lạnh thì thời gian thì sao? Nó đông đặc lại. Thì sắc tiết, sắc quý tiết nó tạo ra cái khối sắc pháp, khối sắc pháp. Còn sắc vật thịnh, hoặc là ví dụ như là chúng ta thấy nước mà nó theo cảnh chế định bên ngoài dễ nhìn thấy nó. Ví dụ như là trong lúc mà trời nắng nóng ở những khu mà, ở những vùng mà nước, ví dụ là nước mà nó còn đồng lại một ít, thì chúng ta sẽ thấy sao? Do nóng quá nó sôi lên bọt bọt. Thì cái đó là sắc quý tiết tạo nên sắc pháp. Còn sắc vật thịt đó là những vật thịt mà mình ăn uống vào, nó nuôi dưỡng cái cơ thể này để lớn. Thì đó là những sắc pháp mà được, có được do sắc vật thịt. Thì chúng ta nói phân tích ra từng phần như vậy thôi, nhưng mà đến khi tồn tại thì sao? Các sắc pháp này nó cũng hỗ trợ với nhau qua lại, là nó cũng có sắc nghiệp, cũng có sắc tâm, cũng có sắc vi tí, cũng sắc vật thực. Và cái đầu tiên tạo nên sắc pháp là sao? Đó là sắc nghiệp. Rồi nó mới có tâm, có vi tí, có vật thực. Thì vì cái sắc pháp nó sanh khởi, nó có từ bốn nhân như vậy, cho nên nó mới có một cái tên gọi của sắc pháp khác nữa, đó là sắc nào mà nó được sanh từ cái nhân do nghiệp tạo thì người ta gọi nó là sắc nghiệp. Thay vì mình gọi theo cách lúc nãy mình chỉ có hai dạng đơn giản, đó là gì? Sắc đại hiển và sắc y sinh. Thì bây giờ nó có cái tên gọi khác nữa. Những sắc nào mà nó sinh từ sắc pháp nào nó sinh từ nghiệp, do nghiệp tạo ra, thì người ta gọi nó là sắc nghiệp. Thì trong sắc nghiệp đó mình có, trong 28 sắc pháp đó, thì sắc nghiệp mình có 18 thứ. 18 thứ đó là mình có 8 sắc bất ly. 8 sắc bất ly tức là trong đó mình có là đất, nước, lửa, gió, rồi cảnh sắc, cảnh khí hay là cảnh mùi, cảnh vị. Và sắc vật thực ở đây nó chỉ cho dưỡng tố. Dưỡng tố tức là những cái vật thực mình ăn vào nó trở thành một cái chất dinh dưỡng để nó nuôi dưỡng cái sắc pháp. Rồi 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính. Cái nam nữ này nó cũng do nghiệp tạo ha, do nghiệp tạo. Cho nên nó mới được, có cái giải thích đó là ví dụ như là trong đời sống mà mình thích làm đẹp, dính mắt nhiều với cái cảnh đẹp,
thích trang sức. Do vậy thì cái nghiệp đó nó dễ đưa cho mình dễ tái sanh vào người nữ, người nữ. Và tức là ở mỗi mỗi cái kiếp sống của mình á, nó có thể thay đổi, nó thể thay đổi, tức là người nam cũng có thể thay đổi thành người nữ cũng có thể thay đổi thành người nam. Ở trong thời Đức Phật có một vài trường hợp, ví dụ như là cái đó là do những trường hợp đặc biệt, nhưng mà nó cho mình thấy là có thể thay đổi. Ví dụ như là ở trong trường hợp mà ngày nói về cái câu chuyện của một cặp vợ chồng mà như là cũng là trưởng giả hay là tỷ phú gì đó, xưa quên mất đi, nhưng mà lúc mà thấy ngày Maha cái chai giác nát đó, thì người chồng này mới khởi lên cái tâm đó là nếu mà công tử chứ, vị công tử này mới nghĩ đó là nếu mà được cái ngày này mà làm vợ mình thì tốt biết nhiêu, tức là thấy ngày Maha cái chai nó ngày đẹp quá đi, thì với cái tâm xấu nghĩ về bậc thánh A La Hán như vậy, lập tức là từ người nam mà có thể chuyển sang thành người nữ, và có luôn cả vợ và sinh ra con là ở trong một cái kiếp sống. Rồi sau này người đó mới gặp một người bạn, rồi mới kể lại câu chuyện đó, thì người bạn này mới khuyên đi sám hối. Rồi khi mà đi đến gặp ngài sám hối thì trở lại từ cái thân người nữ trở thành người nam. Rồi kinh cảm trước cái việc làm đó, thì cái vị này mới đi xuất gia, rồi mãi sau này được chứng thánh quả A La Hán. Trước khi chứng thánh quả A La Hán lúc ngài xuất gia xong, thì ví dụ như lúc mà ngài đi khất thực, rồi người dân họ biết cái câu chuyện đó, cho nên họ cũng hay ghẹo ngài, hỏi đó là bạch ngài, giữa hai đứa con của ngài tức ngài thưa ngài nè, con của ngài sinh hay là con của vợ ngài sinh? Tại trước đó là người này đã có vợ rồi, có con rồi, nhưng mà sau này đến khi mình trở thành người nữ thì cũng có vợ rồi lại có con. Thì lúc đầu thì ngài vẫn trả lời sao, đương nhiên là con của mình sinh thì mình sẽ thương hơn. Nhưng mà đến thời gian sau ngài chứng được thánh quả A La Hán, ngài cứ lặp lại câu hỏi đó, ngài nói không có thương con nào. Thì ở trong trường hợp đó cho mình thấy là tức là có thể thay đổi ngay cả ở một cái kiếp hiện tại. Ngày nay thì mình không thấy giống như trường hợp như vậy, nhưng mà nó có trường hợp khác, đó là trường hợp người ta phẫu thuật. Nó cũng thay đổi, tức là từ một người nam trở thành người nữ, hoặc là người nữ trở thành người nam. Rồi mình có sắc ý bạch, sắc mặn, nhưng mà cái đó là nó do cái can thiệp của khoa học, của y học. Rồi mình có sắc ý bạch, sắc mạng quyền, sắc giao giới. Đôi khi thì người ta còn kể thêm đó là sinh tiếng dị diệt. Thì thật ra là cái sinh tiếng dị diệt á, trong cái sắc nào nó không có hết á. Sắc nào nó không có hết, tại nó phải có sinh, tại tức là sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, theo mình nói theo tâm, sinh trụ diệt tức là sinh rồi an trú rồi diệt. Nói tâm thì sinh diệt, nói theo sắc pháp thì sinh trụ hoại diệt, là nó có bốn giai đoạn, giai đoạn đoạn sinh rồi trụ rồi giai đoạn thay đổi, thay đổi rồi mới diệt đi. Thì nó vẫn có bốn cái giai đoạn đó. Cái trường hợp thứ hai đó là cái sắc pháp nào mà do tâm tạo, thì người ta gọi là sắc tâm. Thì thí dụ như là trong lúc mình giận ai đó, cái mình la lên, mình chửi. Thì nếu nói về sắc pháp đó, lúc đó là nó là chửi hoặc là đánh đập ai đó, thì nó là khẩu biểu tri và thân biểu tri. Nhưng mà cái sắc tâm mà được tạo trong lúc đó,
thì nó được tạo bằng tâm bất thiện. À, mà trong đó nó là có tâm tâm sân. À, có tâm sân. Hoặc là thí dụ như là do mình muốn được một cái món đồ nào đó mà bây giờ người này lấy của mình. Yeah. Thì thoạt đầu đó là cái sắc pháp đó, nó được tạo ra đó là bởi cái tâm tham. À, nhưng mà khi tâm tham nó không đạt được thì lúc như cái tâm sân nó sanh khởi. Yeah. Thì thật ra hai cái trạng thái tâm này ở trong đời sống của mình chúng ta thấy là nó sanh khởi liên tục, thay đổi liên tục. Tức là cứ tham sân liên tục. Dạ. Rồi khi mà tâm sân sanh khởi thì tâm si nó sẽ hỗ trợ lúc nào. Cho nên chúng ta thấy là trong bốn si phần tức là lúc nào tâm tham sanh khởi, tâm sân sanh khởi, nó cũng có tâm si ở trong đó, nó cũng có sở hữu si ở trong đó. Bởi vì có sở hữu si ở trong đó cho nên nó mới làm cho một con người sao không nhìn thấy được cái thực tính pháp, mà cái thuật ngữ mình hay sử dụng đó là bị vô minh chi phối. À, tức là không thấy cái đó nó chỉ là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà chỉ thấy là sao người đó chửi mình, người đó mắng mình, người đó đánh mình, thí dụ vậy. À, tức là bị si nó che mờ đi. À, thường nếu mà nói theo tạng kinh thì nó chỉ nói là vô minh. À, bị vô minh chi phối. Yeah, nhưng mà nếu nói theo vi pháp, cái chi pháp gốc của nó là tâm si. À, sở hữu si chi phối. À, làm cho con người mình có tâm tham không có giới hạn, tâm sân không kiềm chế được khi mà sanh khởi. Dạ. Thì cái sắc pháp nào mà nó sanh khởi như vậy, thì nó là sắc tâm. À, sắc tâm thì nó vẫn là, nó thấy là nó vẫn là có cái phần sắc cơ bản. Tại ở trong phần tâm á, chúng ta nhớ là tâm mà lúc mà sanh khởi á, ít nhất một tâm sanh khởi á, thì nó cũng có 7 tâm sở biến hành cùng sanh với nó. Thì tương tự ở trong sắc pháp nó cũng vậy. À, một sắc pháp nào đó sanh khởi thì nó cũng có cái nhóm của nó, đó là 8 sắc vật ly đi cùng. Rồi nó thêm gì đó, thí dụ như là ở sắc tâm thì nó còn là có sắc cảnh tinh, rồi sắc được ti giống như mình nói nãy, rồi 3 sắc đặc biệt, sắc châu giới. Yeah. Rồi sắc quy tiết. Sắc quy tiết tức là sắc nào bị do thời tiết tạo ra. Để ở đây mình có, nó vẫn cái phần cơ bản của nó là tâm sắc bất ly. Rồi sắc cảnh thinh, 3 sắc đặc biệt và sắc châu giới. Rồi, cuối cùng đó là sắc vật thực. Sắc vật thực thì nó vẫn là 8 sắc bất ly, rồi 3 sắc đặc biệt và sắc châu giới. Thì đó là một cái cách trình bày khác, một cách trình bày khác về sắc pháp. Thay vì mình chỉ nói nó là 28 sắc pháp, trong đó có 4 sắc đại hiển và 24 sắc y sinh. Thì giờ mình trình bày cho nó một cái cách khác nữa, đó là sắc pháp trình bày theo nhân sinh. À, thì mình gọi là sắc nào mà do nghiệp tạo thì mình gọi nó là sắc nghiệp, sắc nào do tâm tạo thì mình gọi là sắc tâm, sắc nào do quý tiết tạo thì mình gọi là sắc quý tiết, rồi sắc nào do vật thực tạo thì gọi là sắc vật thực. Thường á, là người ta chỉ trình bày là 28 sắc pháp, và nếu mà mình chỉ trình bày 28 sắc pháp thì khi có những câu hỏi đơn giản về sắc pháp người ta hỏi mình trả lời không được. Dạ, ví dụ như đang hỏi là giờ mình đi được, mình đứng được, ngồi được là do gì? À, là do gì? Dạ, do sắc tâm. À, thì nó là do sắc tâm. Thì khi nào mình học về 4 nhân sinh sắc pháp này mình mới trả lại được câu hỏi đó. Còn nếu mình chỉ học 28 sắc pháp chung chung vậy thì mình không biết, mà hỏi mình không biết. Mặc dù những câu hỏi đó là rất là đơn giản. Dạ. Đúng, mình khóc, mình cười. À, thì cái đó là do gì? À, thì nó cũng do tâm điều khiển, là sắc tâm. Dạ, thì mình học 4 cái nguyên nhân sanh sắc pháp này, cái cách trình bày về 4 nhân sinh sắc pháp. À, 4 nhân sinh sắc pháp thì mình mới hiểu mấy cái đó nó rõ hơn.
Dạ, nó rõ hơn. Rồi nó còn từ sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tí, sắc vật thực đó, nó còn phân ra bọn. Thôi bữa nay thì mình cứ học trước cái đó. Rồi khi nào có cơ hội nói về sắc pháp thì nói thêm chi tiết một tí nữa cái phần phân bọn sắc pháp. Em thấy là các sắc pháp khi mà nó sanh khởi nó có thêm những bọn của nó như thế nào nữa. Thật ra cái này thì một số tử mà mình đã học nhiều về vi pháp thì mình cũng đã có biết rồi. Nói lại những cái ôn lại để cho mình nhớ là những Phật tử mới mình chưa học được về phần sắc pháp chúng ta biết thì thì khi mình tìm cái cách phân tích là nó phân tích như vậy, nhưng mà cái chi pháp là các pháp sắc thì sao, nó vẫn là 28 sắc pháp thôi. Thì mình trình bày, mình có thể trình bày cho người ta bằng hai cách. Một đó là phân ra thành hai là bốn sắc đại hiển, 28 sắc y sinh, hoặc là mình trình bày theo nhân sinh, đó là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Cái đó là một cách mình triển khai một cái bài giảng. Rồi thứ hai, phần thứ hai đó là sắc vô đối chiếu, các pháp vô sắc. Các pháp vô sắc thì ở đây tức là các pháp vô sắc thì chỉ cho gì, tâm sở và niết bàn. Tên là các pháp vô sắc. Như vậy thì ở cái nhị đề này á, cái tên của nhị đề đó là nhị đề sắc, nhưng mà cái câu pháp là sao, các pháp sắc và các pháp vô sắc, cho nên lấy tên của một câu pháp để đặt tên cho nhị đề, cho nên tên của nhị đề của nó là nhị đề chiết bản. Về cái cách tính chi pháp á, thì mình cũng thấy là 28 sắc pháp là chi pháp của nhị đề, cái câu pháp là các pháp sắc. Các pháp chân đế còn lại nó được liệt kê vào ở trong trường hợp câu pháp đó là các pháp vô sắc, cho nên ở đây nó là vô dư, nhị đề chiết bản vô dư. Thì thôi bây giờ năm tạm học bao nhiêu đó, hai nhị đề, để chúng ta còn lại là như là còn lại hai hay là ba nhị đề, năm còn lại hai nhị đề nữa, để chúng ta sẽ học kỳ sau. Xin mời lớp nghỉ ở đây, xin trả miếng lại cho được. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mời cô Phúc Vị chúng. Sa thú. Dạ, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp hôm nay về hai nhị đề là nhị đề hữu đối chiếu và nhị đề sắc. Kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, con kính mời cô. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính lãnh đại sư, con xin thay mặt học viên trong lớp đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha chakumattha devanaga mahittika punyang no anumodan do chirang rakhan do sa sanang Akasattha chakumattha devanaga mahittika punyang no anumodan do chirang rakhan do no garu Akasattha chakumattha devanaga mahittika bốn nhân lo anu mô đàn tu chỉ rằng ra càng tu nhà ta vô a ca sát tha cha bồ tát tha đề ba na ya mahitika bốn nhân lo anu mô đàn tu chỉ rằng ra càng tu ba ni no a ca sát tha cha bồ tát tha đề ba na ya mahitika bốn nhân lo anu mô đàn tu chỉ rằng ra càng tu no sa ra Y đăng vật tân ô bốn nhân a sa vắc kha ya hoa hăng hôn tu a na ka tê ka lê. Sa thú. Buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần và lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư Tinh Tuệ. Dạ, chỉ kính chúc quý sư cùng quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Dạ, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính chúc con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư được nhiều sức khỏe ạ. Kính chúc sư mình á, mà cái lịch học của mình cố định thì tối thứ bảy, nhưng mà nhiều khi tối thứ bảy thì sư bận học cái lịch của trường á,
Cho nên có thể là tại trong thời gian này thì cả pháp nhiên cũng nghỉ dài thời gian do bận công việc ở chùa. Cho nên nếu mà tối thứ bảy bận thì mình sập tối chủ nhật thì lớp sẽ thông báo, các tấm để ý mình theo dõi thông báo để chúng ta có thể tham dự được lớp. Rồi xin mời lớp nghỉ. Dạ, kính thưa sư, chào các lớp. Kính thưa sư ạ.